Rồi mình test hai bộ iMac B6, một cái là của bạn Hào ở Lâm Đồng, một cái của bạn Dũng ở Tiền Giang, mua thêm một cái Queen 2002 này. Cái bàn sạc, cái balance mình hết rồi nha, để có gì hàng về mình báo cho. Cái đó để giúp mấy bạn có thể sạc một lúc nhiều pin cùng cùng volt với nhau. Cái đó mình cũng hết hàng, nhu cầu cũng ít, nhưng mà để kỳ này mình nhập về cho. Rồi mình test từng bộ một, hai bộ như nhau thôi. Có adapter luôn các bạn, giá hiện tại giờ khá ngon, tranh thủ mua, mình còn cũng khoảng cỡ chừng hai bộ thôi, không nhiều. Hàng này chính hãng, có tem cho nên bảo đảm ok. Nên mình test đủ rồi, mỗi cái mình đều test adapter này nọ. Đồ điện mình test. Tránh cái rủi ro. Rồi, sạc vô đèn hôm nay. Rồi có sách ha. À đó, cái B6 nằm trong cái bao. Hàng chính hãng có tem hologram. Chưa tháo hết, chút xíu mình phải tháo để mình coi cái thông số. Với lại một chùm các dây đó, chùm các dây này mình test trên cục B3. Ồ xin lỗi, 3S. 3S này là 4200, sử dụng XT64. Mình sẽ xài cái cổng này, XT64 của nó ra là jack T. Rồi cái này là vô nguồn chính của nó rồi. Nguồn chính ha, ghim vô nè. Đen vô đen, đỏ vô đỏ, ngay chỗ này mình lột mình dán cái này nha. Rồi thêm một cái bảng phía trước, bắt buộc phải lột lột mới thấy được. Rồi cái này là dây balance, nhiệm vụ là để nó dìu các cái cell pin bằng nhau để nó sạc cho đều với nhau thôi, chứ cũng không có gì hết. Rồi mình sạc XT60 3S, khỏi mất, không tháo ra nhưng mình dò dây cho nó. Rồi dây nguồn chính vô hai lỗ đen đỏ, chỉ tổng các bạn. Rồi gắn cái sợi dây balance nè vô trong cái S tương ứng với nó từ 2S tới 6S. Rồi chỉ thao tác chỉ có vậy thôi à, không có gì đặc biệt hết. Bây giờ mình ghim nguồn vô ha. Đây, hy vọng mấy bạn thấy đủ. Rồi thì set thì mình chọn cái kiểu pin thôi nè, pin nữa có nhiều loại pin niken này nọ đồ lót, mấy bạn chịu khó coi thôi. Mình chọn lipo, bấm save đổi qua, cái nó chết tới đâu thì mình sửa giá trị đó. Thí dụ thằng này mình sạc cục pin là 4200 mAh, tức là 4.2 A nha mọi người, 4.2 A. Sạc 1C cho nên cái dòng sạc bằng với lại cái dung lượng của pin. Lần thứ hai mình chọn là 3S, tức là 11.1V là tức là 3.7 đó mấy bạn. Nhưng mà khi sạc đầy là 1C tới 4.2, bấm nút Enter giữ luôn, nó sẽ báo kiểm tra pin, sau đó nó mới nói là ok, bấm Enter để sạc, cancel này là để bỏ. Rồi đây là thao tác sạc. Mình nói sơ về cái sạc luôn. Cái sạc tốt là cái sạc nó biết dìu, nó biết dìu cái điện thế của cái pin nó đang sạc đó. Các bạn sẽ thấy, ví dụ mình bấm qua trái phải, mình sẽ thấy nhiều cái option trong số đó là có 3 cell nè, volt của mỗi thằng bao nhiêu đó. Còn cái mà tổng của nó, cái tổng của nó là đây. Mới đầu bao giờ cái sạc này nó cũng sạc hết maximum dòng 4.1, 4.2. Khi nào pin nó đầy rồi, bắt đầu cái dòng ngay giữa này nó giảm từ từ xuống không là đầy. Đầy là nó sẽ tự nó ngắt. Cục sạc nó chính hãng cho nên không vấn đề. Cái này cứ vô hãng nó tham khảo thông tin ha. Rồi cái này là cái đầu tiên của bạn Hào. Rồi tiếp theo mình sạc của bạn Dũng, bấm stop. Rồi xong. Coi như mình đã test adapter cộng với lại cái sạc rồi của một bạn. Trường hợp mấy bạn sử dụng thêm cái bo, trong trường hợp mấy bạn sạc một lúc nhiều á, thì mấy bạn gắn thêm một cái bo. Thì cái bo đó nó cũng nối dây tổng cộng với lại các cái dây balance. Thằng đó nó dùng để việc là nó bắt song song các cục pin với nhau thôi, cho nên chúng ta bắt buộc phải sạc pin bằng cell với nhau.
còn chuyện xét cái tổng dung lượng sạc đó là bằng tổng cộng tất cả các pin lại, giả sử lượng sạc hai cục 2.2 có nghĩa các bạn sạc 4.4 tức là 4.400. Đây, cái cục thứ hai cũng vậy các bạn. Còn tem, tem hologram mình tháo ra để mình gắn cái balance. Tháo này ra để nhìn màn hình, không tháo không thấy được. Rồi, dây nguồn adapter này của bạn Dũng. Mình ghim sực vô luôn đó nha. Còn hai bộ nè, nó đang tranh thủ. Theo mình thì không dám không. Rồi, mình ghim vô sạc nha. Đây, trái này xanh. Lừa nữa nè, mỗi lần thống cái dây này lừa. Rồi, ghim vô nha. Rồi, chịu khó dính keo mình cũng thấy nè. Ok, tốt rồi. Rồi, thằng này cũng vậy thôi. Kiếm cái sợi dây tổng, dây tổng là dây có hai cái giác chuối nè. Mình ghim vô. Đen đỏ cho nó đúng nha các bạn, không là lớn chuyện như vậy. Rồi, dây sạc. Dây ba lần ghim vô đúng cái B của nó. Nó có cái ngàm cho nên không sai được. Trừ phi mình cố tình. Rồi kiếm cái giáp cái này, chuối này. Ủa xin lỗi, cái XT 64 ghim vô. Rồi cái T ghim vô dây tổng. Nếu trường hợp cái này là cái bộ balance á thì mình lấy dây tổng mình ghim vô bên cái bo mà sạc nhiều pin đó. Rồi tương tự vậy bấm sạc thôi. Tại nó chỉ biết bắt song song, nó không quan tâm nhiều đâu, mình đừng nghĩ nó phức tạp. Đơn giản cực kỳ. Mới nó bó. Rồi ok, xong. Rồi, ghim xong rồi chỉ có set thôi nè. Bấm cái đầu tiên chọn dòng, ví dụ mình nói cái này 4.200 nè. Nếu mấy bạn set ít thì cái dòng nó vô nhỏ thì nó sẽ lâu. Chứ cũng không gì. Nhưng mà theo nguyên lý pin càng sạc càng chậm càng tốt nè. Pin sạc càng chậm càng tốt. Cái này là 3 cell. Trường hợp mình set sai nó sẽ báo nữa, ví dụ mình set 4 cell nữa nè. Nó báo liền. Đó. Nó báo 3. Đó, mình set cho đúng thôi. 3 cell sạc. Rồi nó báo ok để sạc, bấm cancel để bỏ. Đó, lúc đầu nó đề 3 bao giờ nó pin này do mình cũng sạc hết. Nó sạc bao giờ cũng nhiều cao ampere chứ. Rồi xong nha, kiểm tra của hai bạn xong hết. Muốn ngưng giữa chừng bấm stop. Tự động đầy thì nó khi đầy nó báo full, quá giờ thì nó sẽ báo là time gì đó. Rồi xong nha các bạn. Chọn đi bô sẵn các bạn. Ok. Rồi xong.